Chuyện thứ 26: Cách phục lòng người. Mình làm người sang trọng giàu có thì chớ nên kiêu sa. Mình là bậc thông minh tài trí thì chớ nên khinh ngạo. Mình có sức lực khỏe mạnh thì chớ nên đè nén người. Mình ăn nói lanh lợi thì chớ nên dối trá người. Mình còn kém thì phải học, chưa biết thì phải hỏi. Đối với làng nước thì phải giữ cái trật tự trên dưới. Đối với người nhiều tuổi thì phải giữ cái nghĩa con em. Đối với người bằng vai thì phải giữ cái nghĩa bầu bạn. Đối với lũ trẻ thơ thì phải dạy bảo khoan dung. Như vậy thì ai cũng yêu, ai cũng kính, không ai tranh giành với mình. Tâm địa rộng rãi thênh thang như trời đất thì bao bọc được cả muôn loài. Lời bàn: muốn cho người tâm phục, không phải lấy tiền tài hay quyền thế mà khiến được. Tất phải biết cách cư xử với người cho phải đạo thì mới được. Bài này chính tóm tắt mấy câu về cái đạo ấy. Đoạn trên cốt ngăn ngừa mấy câu cái ác tính thường kẻ hơn người hay mắc phải. Đoạn dưới nói cách ăn ở với mọi bậc người trong xã hội. Nói tóm lại, khiêm nhã, kính ái là một phương pháp rất hay để ở đời.